My name is Tai Nguyen. Today is July 26. I'm here at SBTN DC. I'm going to interview Mr. Nguyen Cao Quyen for the 500 on history project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Xin cảm ơn ông đã nhận lời sự tham dự cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Trước hết xin ông vui lòng cho biết tên ông là gì ạ? Chúng tôi rất hân hạnh được quý vị mời đến để phỏng vấn ngày hôm nay. Tên chúng tôi là Nguyễn Cao Quyền. Thưa ông, sinh ở đâu ạ? Chúng tôi sinh ở Việt Nam. Ở tỉnh nào ạ? Tỉnh Hải Phòng. Và lớn lên ở đâu ạ? Lớn lên ở Việt Nam. Ông bà đã từng sống những nơi nào tại Việt Nam ạ? Chúng tôi sống ở Hà Nội và Sài Gòn. Thưa ông sinh ở Hải Phòng nhưng mà ông lớn sống ở Hà Nội. Tôi sinh ở Hải Phòng và tôi lên Hà Nội rất sớm, lúc tôi trẻ để đi học ở Hà Nội. Và Hà Nội và Sài Gòn là hai nơi mà ông đã từng sống ở Việt Nam. Trên nước Việt Nam tôi đã sống. Thưa ông, cái năm ông sinh là năm nào ạ? Chúng tôi sinh năm 1931, cách đây 79 năm. Ông có thể kể cho nghe ít kỷ niệm về thời thơ ấu của ông được không ạ? Thời thơ ấu của chúng tôi thì cũng không có gì lạ lắm. Thời đó thì Khi chúng tôi sinh ra và bắt đầu lớn lên thì nước Việt Nam ta vẫn còn ở dưới chế độ thực dân Pháp. Rồi khi chúng tôi lớn lên thì xảy ra cuộc đảo chính của Cộng sản Việt Nam đối với lại chính quyền Trần Trọng Kim năm 1945. Rồi sau đó đó thì là chiến tranh, chúng tôi phải di cư khỏi Hà Nội đi để tránh chiến tranh, nhưng chúng tôi về Hà Nội rất sớm vì chúng tôi không theo cộng sản. Trước khi mình đi sâu vào cái thời kỳ đó thì xin ông đồng ý là ông lớn lên trong một cái thời trải qua cái thời kỳ thơ ấu cơ bằng dưới chế độ Pháp. Chế độ thực dân Pháp. Thế nhưng mà thời đó thì nó tương đối cái năm 31 mà mấy đó thì tương đối nó còn chưa có chiến tranh. Nhưng mà như vậy thì chắc là ông cũng có những cái kỷ niệm về thời thơ ấu như thế nào chứ phải không ạ? Chẳng hạn như là đi thăm làng quê hay là có những cái trò chơi mà hồi còn nhỏ khi mà mình chưa có bị bận tâm về những cái chuyện thời cuộc. Thì như tất cả mọi người, chúng tôi ở Hà Nội không có xa quê quán của tổ tiên bao nhiêu. Là bao nhiêu, là quê nào đấy ạ? Ở Hà Đông. Thế thì chúng tôi vẫn cứ thường thường là trong những cái dịp nghỉ dài hạn hoặc là những thời kỳ nghỉ hè thì phải thăm chơi lại làng quán, lại quê hương. Thưa tuy như ông có những cái bài hát nào hay những cái trò chơi nào mà quen thuộc hồi còn thơ ấu không ạ? Lần nhỏ trước khi mà thực sự ra thì cái thời đó thì về nhà quê thì cũng chỉ là để thăm bà con thôi và sinh hoạt với bà con và với những anh em họ hàng ở nhà quê, mà không thì hồi đó thì ít người được lên Hà Nội học, thành ra họ cũng học ở chung quanh đấy thôi. Thì về thì tôi rất là làm quen với họ hàng, tôi biết là thứ nhì là để thăm mồ mả ở tổ tiên, rồi thứ ba là để quen với lại cái cảnh sống nhà quê vì mình sống ở tỉnh. Thế ông, còn là những cái kỷ niệm hát hồng đấy không có. Thế ông có chơi những trò chơi nào với lại mấy anh em họ, với mấy người bạn trong cùng làng? Thì bây giờ kể ra chơi thì cũng chẳng có cái gì chơi gì cả. Lúc bây giờ thì tôi hay còn nhỏ lắm. Thì 7-8 tuổi thì cũng biết là trò chơi cái gì. Chơi thả diều chẳng hạn. Không, thì những cái đó thì tôi không chơi. Yeah.
Ông có thể tả cái quê của ông, cái làng quê của À, làng ông như quê của chúng nào tôi vậy? mà, làng quê của chúng tôi thì cũng như là tất cả làng quê của những đồng bào ta, ai cũng có những làng quê quê rất quen thuộc, với là một cây đa cổ thụ, rồi những hàng rào tre, rồi những túp lều, ít nhà, ít ngôi nhà mái đỏ lắm, nhưng rất là nhiều là nghèo, ở nhà tranh vách đất thôi, nhưng mà rất là hiền hòa, làm ruộng ăn, trồng rau cỏ ăn, rồi tát nước để làm lấy những cái công trình ở ngoài đồng. Đấy, dân dân quê của làng tôi như thế và rất là thơ mộng. Cái những cái cảnh đó là những cái cảnh mà nó sẽ giữ lại ở trong đó tôi mãi mãi không bao giờ quên được, vì là những cái hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi chấp nhận và ghi nhận vào trong trí óc lúc bây giờ tuổi trẻ 7 8 tuổi. Ông nói là ông sinh Hải Phòng và cũng sống ở đó vài năm chứ phải không ạ? Ờ, em sống đó vài năm nhưng mà không, nhỏ quá không Không nhớ. nhớ, không nhớ gì hết ạ. Ông có điều gì khiến ông nhớ nhất về quê nhà, về nơi sinh ra, hàng xóm, và những cái dịp Tôi tụ? có lẽ cũng không có cái gì đặc biệt đối với lại quê, chỉ nhớ rằng thì là có một cái cổ thụ trước khi vào làng, rất nhiều bình vôi vứt ở dưới gốc cây, hãy còn em nhớ như thế, thế thôi. Ông theo đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa? Tôi không phải là đạo Thiên Chúa mà cũng không phải là đạo Phật, cái đó là cái đạo truyền thống của dân tộc, nhưng thờ 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 cũng không phải. Tức là từ khi mà sinh ra lớn lên thì ông đi học. Xin ông kể lại cho cái giai đoạn mà đi học như thế nào không ạ? Lúc chúng tôi đi học thì thời kỳ đó hãy gọi là chương trình học của thực dân Pháp, thành ra chúng tôi bắt đầu học tiếng Việt và học theo luôn theo Pháp luôn, cùng một tuổi, lúc 7 tuổi. Thế rồi đến năm 1945, vì lúc bây giờ là tôi 14 tuổi thì tôi đã lên trung học rồi, lúc bây giờ là tôi đang học trường Bưởi, tức là Lycée du Protectorat của Pháp, là trường Bưởi. Thế rồi thì là Nhật ném bom, rồi đánh nhau, rồi thì là phải di tản, chúng tôi vào Thanh Hóa chứ không học được học ở Hà Nội nữa. Thế thì đến năm tháng 3, 9 tháng 3 năm 1945 thì Nhật đảo chính, Pháp mất cái vị thế ở Việt Nam, trường học của chúng tôi đóng cửa và chúng tôi đi về Hà Nội không học nữa. Có một cái khoảng cách không đi học khoảng độ hơn 1 năm, là cái thời kỳ mà trường trường học trở thành trường học của Việt Nam chứ không phải là trường học của Pháp nữa, là trường 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 Bưởi. Lúc bây giờ khi mà trở về, chúng tôi trở về Hà Nội thì có một thời kỳ nghỉ là vì thì tình hình nó lộn xộn, thì vì sao đổi thành trường Chu Văn An, Ở trường trường Bưởi Chu Văn rồi thành An, Chu Văn An. trường Bưởi là tiền thân của Chu Văn An, Chu Văn An là hậu thân của trường Bưởi. Thì lúc đó đấy tôi lại tiếp tục đi học Chu Văn An vì tôi là học sinh cũ của trường Lúc đó là năm Bưởi, đó là là năm 1945. khi mà mình chuyển từ chương trình Pháp sang chương trình Việt như vậy đó, ông thấy có những cái khó khăn như thế Không có khó nào, khăn thấy có gì, vì cái trường gì Chu Văn đặc An biệt lúc không? đó là trường Bưởi, và trường Bưởi là cái trường mà học cả tiếng Pháp và tiếng Việt, thành ra chúng tôi không có cái gì khó khăn cả. Thế mà ngay cả về sau này Chu Văn An chỉ dạy tiếng Việt thôi thì chúng tôi cũng đã học lên lớp trên rồi, không có gì khó khăn cả. Thế nhưng mà chỉ học được trường Bưởi có độ ở trường trường Chu Văn An có độ mấy tháng thôi, thì Việt Minh đảo chính, Việt Minh đảo chính ngày 19 tháng 8 1945 thì đã bỏ không học nữa,
đi chạy ra ngoài ra địa phương để lánh nạn. À, hồi đó là năm đó là ông bao nhiêu tuổi nhỉ? Đấy, À, 14 phải không ạ? À, ở cái tuổi đó ông đã có một cái ý niệm gì về cái vấn đề mà độc lập với lại về về thực dân Pháp với lại Nhật với này nọ chưa? cái đó hồi đó tôi là tôi đã trung học rồi, Vâng. mà phải nói rằng hồi đó chúng tôi phát triển rất sớm về vấn đề độc lập. Cả cái thế hệ tôi đi học của người Pháp nhưng mà rất khao khát độc lập. Chúng tôi luôn luôn ở trong mồm nói tiếng Pháp, nói một việc ghi vào trong đầu cái chữ independence, là cái có thể gọi là cái từ tiếng Pháp mà chúng tôi khao khát và ước mong nhất, anh đi bằng năng sự cùng Việt Nam. 14 tuổi, mặc dù mới chỉ là 14 tuổi thôi, và học năm thứ hai của trường bảo hộ, Vicedit Protectora, tức là trường bưởi đấy, là chúng tôi đã có những cái ý tưởng về đấu tranh độc lập cho nước, cho những nước mình. Lẽ có nhiên là chúng tôi bị ảnh hưởng của những người học lớp trên, thế nhưng mà chúng tôi thuộc một cái thế hệ thanh niên đấy, rất là yêu nước thời lúc bây giờ. Cái đó là cái điểm mà tôi nhấn mạnh trong cái cuộc phỏng vấn hôm nay. Ông có nghĩ cái chuyện tham gia kháng chiến là thế nào không ạ? À, lúc bây giờ mình đã biết là cái phong trào Việt Minh nó là ảnh hưởng người Cộng sản nó là thế nào chưa? Đã có một cái ý niệm gì về những cái chuyện khác biệt hay là gì Lúc chưa? đầu còn rất trẻ, chúng tôi cũng biết được thì là cái mà những người Việt Minh hồi đó tuyên truyền và gọi là cách mạng tháng 8 là không phải. Mặc dù rất trẻ, nó mới có 14 tuổi, chưa biết thế nào là Cộng sản, nhưng mà theo cái cung cách mà chúng tôi được tham dự những cái cuộc bầu biểu tình, là những cái ngày trước 2 ngày cái cuộc mà đảo chính chính phủ trên trong ở Hà Nội, thì tôi biết thì là những anh này không phải là những người cách mạng. Và mặc dù là mình tuyên truyền rất là gay gắt, một số bạn bè của tôi bị lừa, nhưng mà riêng mình cha chúng tôi không có bao giờ bị lừa. Chúng tôi đã không đi theo kháng chiến mà chúng tôi đã trở về ở những cái vùng của chính phủ ở lại về sau. Ta biết là năm 1947 thì Việt Minh rút ra ngoài đánh nhau với Pháp, bị thua trận rất nhiều. Thành ra cứ không không còn có cái cách gì để mà cứ chạy theo Cộng sản cả. Hồi đó nó chưa có cái danh từ Cộng sản mà chạy theo Việt Minh cả. Thì chúng tôi thấy rằng thì là cái chuyện đó là không được. Chúng tôi tìm cách trở về với lại chính phủ Việt Nam của Hoàng đế Bảo Đại. Xin ông tiếp tục về 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 cái thời gian mà ông Hà đi học đó, Tại vì ông khi Vương. mà chúng tôi được về đó Vâng. thì chúng tôi lại tiếp tục đi học, Vâng. thì lúc bây giờ đấy cái trường Bưởi nó không có nữa, trường Chu Văn An thì cũng chưa mở. Vì chúng tôi chiến tranh xảy ra năm 1946 thì 10 tháng sau chúng tôi đã về rồi, chúng tôi không có đi theo Việt Minh. Thế mình làm sao mà đi học ạ? Thì học trường Pháp, Lycée Ambassadeur. Dạ. Lúc bây giờ nó có một cái trường Pháp nó gọi là Lycée Ambassadeur, chúng tôi vào đó học tiếp tục. Nhưng mà nó là trường Pháp. Đó là trường Pháp hoàn toàn, Dạ. không có tiếng Việt. Vâng, thế là ông học xong trung học ở đó Chúng tôi học trung học, chúng tôi đỗ tú tài Pháp. ạ. Dạ. Rồi sau đó thì là ông tiếp tục đại học ạ? Vâng, Hay chúng tôi là... học luật. Vâng. Và như vậy thì vào cái năm 1954 thì ông đã xong luật chưa ạ? À, thế cái này thì lại phải phải mở một cái số ngoặc. Dạ. Tôi đỗ tú tài năm 1951, thì hồi đó đó chính phủ Bảo Đại đã được thành lập rồi, và đương thành lập quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Dạ.
Năm 1951 thì chúng tôi bị động viên vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi năm 1952 chúng tôi thành sĩ quan. Thời gian những cái năm học tôi, cái năm học đầu tiên của tôi ở trường Luật Khoa Đại học Hà Nội bị gián đoạn và tôi phải vào quân đội. Tôi vào quân đội thì tôi thấy rằng thì là cái này người Pháp nó dạy mình chưa có đủ huấn luyện viên cho của quân đội của bà lại hồi đó là toàn những là huấn luyện viên Pháp, nó dạy cho mình chưa đủ để cho mình có thể đi kháng chiến đánh nhau với cộng sản đánh nhau với mình. Thành ra tôi thi vào trường đại học Sinh Xiên, trường quân võ bị Sinh Xiên của Pháp và tôi đỗ. Võ bị gì ạ? Võ bị Sinh Xiên. Xanh xia, xanh là xanh, xanh là thánh, thánh ấy. Xia là C-Y-R. Xia là C-Y-R. R, ok, xanh xia. Là võ bị của Pháp. Tức là French Military Academy. Cái trường này thì chắc là bên Pháp hả ông? Bên Pháp. Dạ, như vậy là ông đi Pháp học. Năm 1952 tôi sang Pháp học trường đó. Vâng. Và học ở đó đến bao lâu ạ? Học đến năm 1953 thì tôi tốt nghiệp của trường sinh nghĩa sinh chia thời gian. Dạ. Thì ông về Việt Nam hay là ông ở lại Pháp? Thì về Việt Nam chứ. Dạ. Lúc bây giờ tôi, nhưng mà 54 tôi mới về. Tôi về thì hiệp định Geneva đã được ký rồi. Và tôi về thì tôi phục vụ trong đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Và như vậy thì khi mà ông về đó, về Hà Nội là về Hải Phòng, về Sài Gòn. Bây giờ đã 54 thì đã chia đôi rồi. Dạ, về thẳng Sài Gòn ấy. Vâng. Thế còn gia đình sao ạ? Gia đình thì ở Hà Nội và Sài Gòn rồi. Họ đã vô trong Nam họ rồi. Họ đã vô trong Nam rồi, tôi về rồi. Vâng. Rồi sau đó ạ? Sau đó thì tôi phục vụ trong quân đội. Vâng. Nhưng mà hồi đó thì có cái trường đại học quân sự Sài Gòn, tôi được tuyển dạy làm huấn luyện viên ở trong trường đó. Được khi nào thì ông đi bắt đầu học luật ạ? Thì trong cái thời gian tôi dạy ở trường đại học quân sự Sài Gòn thì tôi học tiếp luật. Như vậy thì xin ông cho biết những cái nghề nào mà ông đã làm những cái nghề nào? Tôi làm thì sau khi tôi làm sĩ quan như đấy tôi đỗ cử nhân luật. Tôi cử nhân luật thì tôi thấy rằng thì là tôi phải sử dụng cái bằng của tôi. Thì tôi sang làm thẩm phán quân sự. Tức là ông làm thẩm phán quân sự là từ cái hồi mà 1900... Tức là tôi về năm 1954. Còn đi theo quân đội đã. Vâng. Rồi mới đi học luật lại. Dạ. Rồi dạy trường đại học quân sự đã. Vâng. Thì rồi đến năm 1958 tôi mới thành ra sĩ quan thẩm phán quân sự. Dạ. Và từ hồi đó giờ từ đến 75 là ông tiếp tục cái trong cái ngành thẩm phán quân sự hay là có làm những cái gì khác nữa? Tôi làm thẩm phán quân sự 10 năm thôi. Vậy 68 thì ông qua là 68 thì tôi qua ngoại giao. Vâng. Tôi thi vào ngoại giao. Và tôi đậu ngoại giao. Tôi sang Pháp làm ở tòa tổng lãnh sự Pháp. Tòa lãnh sự Việt Nam tại Pháp, xin lỗi, tại Paris. Tôi làm 4 năm ở đó thì tôi về xã lại Sài Gòn, rồi 1 năm làm ở Trung ương, ở Bộ Ngoại giao. Rồi xảy ra cái vụ 45. 75 ạ. 75. Như vậy là từ sau khi mà về Việt Nam từ Pháp
ông sinh hoạt trong quân sự, xong rồi đi qua bên làm bên luật, và từ đó đây từ đó đến năm 1975 là tiếp tục trong ngành luật, không có Không, thay đổi gì hết ạ. trong trong ngoại giao. Ở ngoại giao, vâng, đúng rồi, ngoại giao. Trong ngoại giao. Bây giờ mình nói qua một chút về cái lịch sử gia đình của ông đó. Cái tên của ông đó, Nguyễn Cao Quyền, thưa có là một cái tên gì đặc biệt đấy, tại sao lại đặt tên là Nguyễn Cao Quyền, và Nguyễn Cao thì có phải là một cái Nguyễn dòng họ Cao, Nguyễn Cao không dòng hay là họ thế Nguyễn nào? Cao, À thế ạ. dòng họ Nguyễn Cao. Vâng, ông có thể nói thêm về cái dòng họ Nguyễn Không, Cao năm nay Nguyễn Cao thì của chúng tôi thì cũng không có gì đặc biệt lắm, không? Dạ. thì cũng như là mọi người thôi. Ông Vâng. bố tôi thì cũng là một công chức của thời Pháp thuộc, Vâng. cho chúng tôi đi học thôi. Dạ. Thưa, còn con gái ở trong gia đình thì được đặt tên là gì ạ? Nguyễn gì ạ? Con gái thì không có cái gì đặc biệt cả, À, nhưng con con gái gái cứ của tôi Nguyễn là Thị Nguyễn ạ. Huyền Châu, con Dạ. gái tôi có một người con gái tên là Nguyễn Huyền Châu, còn những các người khác cũng không có gì đặc biệt hết. Nghĩa là cứ Nguyễn Thị này. Nguyễn Thị, Vâng, Nguyễn Thị, không nhưng mà có cái bỏ chữ có. Thị đi Dạ. thì tên mà tên tên kép. À Như ví dụ như con gái tôi là Nguyễn Huyền Châu cho nó đẹp, vâng, phải vâng. không ạ? Đấy. Chứ không có gì đặc biệt với con gái. Ông có thể cho biết là trong gia đình ông được mấy người anh em trai gái làm sao ạ? Thì tất cả là gia đình của chúng tôi thì thế nào, ba trai ba gái, Thưa ông là thứ mấy ạ? và tất nhiên tôi thứ nhất, Thứ nhất ạ, tôi con cả thứ trưởng nhất. đấy bảo ạ. Con trưởng như vậy thì chắc là cũng trong gia đình cũng có những cái gọi là kỳ vọng đặt nơi ông chứ phải không Và nghe tên tôi thì bà biết đó, kỳ ạ? vọng rồi. Dạ. Nói riêng ông có kỳ vọng gì không ạ? Tôi thì không phải là kỳ vọng, mà phải nói là một sự cố gắng để cho xứng đáng với cái tên bố mẹ đặt ra. Trong gia đình chắc là nói tiếng Việt phải không ạ? Cố Thế nhiên là nhưng nói tiếng mà Việt. vâng, thế nhưng mà đi sang bên đây thì thế nào ạ? Ông có được mấy anh chị, có mỗi một Mỗi cô có con con gái gái thôi. thế thôi ạ. Vâng, thế thì khi mà ông sang đây như vậy là năm nào ạ? Tôi sang năm 1990, sau 10 năm, 4 tháng, 10 ngày, tù Cộng Ồ, sản. thế ạ. Như vậy thì bà với lại cô Huyền Châu, chị Huyền Châu đi theo ạ, hay là thế nào? Con gái tôi là trong thời gian ở tù thì cháu đi làm bốt cái phổi, À thế ạ. cháu một mình sang với cô cháu, sang trước năm 1980. Còn vợ tôi thì ở Tức lại là với tôi. năm ấy xin lỗi ạ, năm ấy Huyền Châu bao nhiêu tuổi ạ? Cháu sinh năm 1962 thì năm đó là trong mười mấy tuổi đấy. 62 với 80 tức là 18 tuổi ạ. À, 18 tuổi. 18 tuổi. Dạ, 18 tuổi. 18 tuổi đi vào năm 1980 đó là một cả một cái sự kêu Đi ở đó là rất là risky vâng. rất là risky, Dạ. Đi đi nguy hiểm đó. Nhưng mà cháu nhưng đi mà với gia nhưng đình của mà cô cháu chứ không phải đi một mình. vâng thế nhưng mà đi êm lọt ạ. Em lọt đi 4 lần, 4 lần tất cả, lần chót hết tiền rồi thì được. tức là sau 4 lần Sau là bốn lần lần thứ tư đi thì là thì lần thứ được. tư thì thoát. Ok. Thế còn bà? Tôi là bà ấy là dược sĩ, Dạ. bà ấy hồi lúc mà trẻ thì cũng học lycée Vassaro với tôi, Dạ. thì bà ấy ở lại, bà ấy nuôi tôi trong thời gian tôi đi tù. Dạ. Nếu mà không có bà ấy thì tôi chết lâu rồi. Dạ.
Hồi đó, cái hồi năm 1975 nó làm thế nào mà ông bị kẹt lại? Năm Hay là... 1955 tôi đưa làm ở Bộ Ngoại giao. Vâng. Thường Thì thường là Bộ Ngoại giao là nhiều người đi thoát lắm. tôi đi thì dễ lắm, Vâng. nhưng mà tôi không đi. À thế ạ. Tôi không đi không phải là tại tôi thích cộng sản tôi ở đây, mà vì bố mẹ già quá không có thể mang đi được. Bố mẹ già lắm không đi được. Ừ. Rồi sau đó thì ông nghe Sau lời đó thì thì... tôi chả bao giờ tôi nghe lời ai cả. Thế nhưng mà sau đó thì tôi bị nó lừa, cái vụ lừa thì ai cũng biết được. Các bạn Là... nó đi một tháng thì là tìm cái cách nó nhốt mình 10 năm. Ừ. Nó nhớ tầm ở đâu ạ? Nó mang tôi ra ngoài Bắc, đẩy tôi đến cái trại gọi là cái trại Thanh Cẩm, sát biên giới Lào. Mà cái trại này á, là một cái trại, một trong những cái trại có vào mà không có ra đấy, tức là chỉ có chết thôi. Nó ở trên thượng nguồn sông Mã, trong vùng rừng núi rất là hiểm trở, ở thượng nguồn sông Mã mà nước độc. Hồi trước tụi Pháp mà xuống tắm cái dòng sông đó là nên rụng hết lông, mà chúng tôi phải ở cái vùng đó. Mà không hiểu tại sao rời thương là không chết, chết Nhưng nhiều mà lắm. chết nhiều lắm. Cái gì mà đã giúp ông trong cái thời gian đó để mà kêu bằng giữ vững tinh thần để mà mình không có bị Tinh thần thì lúc nào tôi cũng có, lúc nào thì tôi cũng vững tinh thần. Nhưng mà cái gì mà có thể làm cho tôi sống sót, chắc là câu hỏi phải như thế không ạ? Cái mà làm cho tôi sống sót đấy là vì tôi lúc nào cũng yêu đời. Bằng cái nào chị Nông? Tôi không thất vọng ở bất cứ một cái gì cả. Tất cả những người đồng cảnh với tôi chết 1/3, chúng tôi chôn nhau trắng cả một cái ngọn đồi. Mà Ông tôi có nhớ là trong cái trại tù đó có bao nhiêu người tất cả không ạ? lúc tôi đến thì có 750 người là tù chính trị, rồi cứ chết dần chết mòn hết. Tại vì thế này, 4 năm trời á là nó không có cho tiếp tế và không có cơm ăn. Không có cơm ăn thì có ăn ngô mới ăn khoai thôi, mà lại làm việc lao động khổ sai, cố tình bỏ đói cho chết. Nhà tôi ăn ít, tôi sống, người ăn khỏe chết hết. Chuyện nói là không nói như không phải chuyện đùa thật. Thì cái vụ mà nó cứu tôi sống ấy là cái vụ tàu nó đánh năm 1979, là cái vụ chiến tranh năm 1979. Khi ông nói rõ hơn nhỉ? Nó bắt chúng tôi, đưa chúng tôi ra ngoài cái năm 1976, giam chúng tôi ở đấy để cho bỏ chúng tôi đói, cho chúng tôi chết. Nhưng mà khi mà tàu nó đánh năm 1979 thì nó sợ nhiều chuyện lắm. Nó sợ mà tàu đánh sang thì chính là cái sinh mạng của chúng nó. Tôi đừng nói tụi cộng sản cũng không có gì bảo đảm, thì nó đổi chính sách. Và lúc bây giờ thực sự ra nó cũng không còn nuôi nổi chúng tôi nữa, và chính lính của chúng nó cũng chết đói. Nhưng thằng lính mà coi chúng tôi đó, canh giữ của tôi cũng chết đói. Thành ra là nó phải đổi chính sách, tức là nó cho người nhà ra tiếp tế. Thì lúc bây giờ vợ tôi ra tiếp tế cho tôi thành tử không, tôi sống không không chết nữa. Và sau cái vụ tàu nó đánh rồi đó, thì lúc bây giờ là cái tội cộng sản mà ông ngoài Bắc ấy, nó thấy rằng thì là chính cuộc sống của chúng nó cũng mong manh quá, thì thằng nào thì thằng đó
là nó thành ra một cái thứ gọi là thoái hóa. Bắt đầu chúng nó ăn tiền, rồi bắt đầu chúng nó làm những cái chuyện tồi bại. Thành ra chính vì nhờ đó mà mình sống, rút tiền cho chúng nó thì mình sống. Thì suốt trong cái thời gian 10 năm nó ra mà ở trong cái trại thanh cầm. Trại thanh cầm. Không có bị chuyển trại bây giờ hết. Tôi chuyển trại chứ, chuyển trại như cái trại cuối là trại thanh cầm. Ồ, tức là qua nhiều trại phải không ạ? Mới đầu nó ra, nó giam tôi ở cả Quảng Ninh. Mới đầu là đi thì nó giam tôi chạy Long Thành, rồi sang trại Thủ Đức, rồi ra Bắc thì ở trại Quảng Ninh, rồi mới đi trại thanh cầm. Mới thanh cầm là trại thứ tư mà tôi phải đi. Rồi từ đó tôi ở đấy mười năm, rồi tôi về, tôi được ra. Bây giờ mình trở lại cái chuyện ngày xưa một chút xíu đi, để cho tôi theo dõi những cái câu hỏi trong cái bảng này. Thì bạn có đọc ra cho tôi hỏi. Vâng, ông có thể cho biết là ông đã được nghe cha mẹ hay ông bà kể lại cho những cái chuyện gì, câu chuyện gì trong quá khứ, cái chuyện gì mà gọi là trong gia đình hay kể với ông, và ông nhớ được cái chuyện đó, những cái chuyện cổ tích hoặc là chuyện lịch sử là cái gì đại cái như vậy. Ông bà thân sinh hoặc là ông bà của ông nội và ông nội ngoại đó có kể hay kể cho những cái chuyện gì về gia đình tôi thì bố tôi thì bắt đầu là Tây học rồi, nhưng mà là nho học. Nhưng mà bà, người đàn bà phụ nữ mà tôi gọi bằng bà đó, thì cụ là trong sói của một gia đình nho học. Cái người ảnh hưởng của tôi nhất và cho tôi biết nhiều nhất về lịch sử của gia đình cũng như là về lịch sử của dân tộc là người đàn bà đó, là bà nội tôi. Bà nội. Như vậy thì bà ấy đã kể với ông những cái chuyện như thế nào? Tất cả, cho tôi biết tất cả những cái chuyện về tổ tiên là ai, về dòng dõi nhà mình là ai, về thời buổi dưới chế độ quân chủ như thế nào. Cụ hay như vậy đó. Cụ rất giỏi, không biết một chữ nào nhưng mà thuộc lầu những bản chuyện Kiều. Chuyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, gì nữa, Chế Cấp, Phan Trần, đọc vanh vách. Thế tôi là cháu kiểu như là gọi là sinh con chồng, cụ đỡ tôi sinh ra đời và nuôi tôi cho đến ngày lớn. Thế và cái người đàn bà đó đã dạy tôi, đủ chuyện này. Như vậy thì đã cho chúng tôi biết là tôi là biết ai. Nhưng mà bắt đầu từng em tôi là không biết. Em tôi trở đi là không biết. Và cụ chỉ có đủ sức nuôi cho tôi đến ngày tôi 10 tuổi là cụ mất. Thế cái chuyện gì mà cụ kể với ông mà ông nhớ nhất ạ? Mà cụ kể tôi là... Chuyện gì mà ông cứ hỏi, đòi bà phải kể đi kể lại. Không được kể. Cụ cứ nhắc để nhắc lại hoài. Cụ kể cho tôi biết và... lúc nào cũng thích kia tôi một cách rất là cẩn thận và chăm sóc cho tôi học một cách rất là cẩn thận. Ngay từ thủ bé tôi đi học lúc 7 tuổi là cụ đã kèm san sát. Cụ không biết chữ đâu nhưng mà dục đi học. Kể chuyện cho con nghe, hồi trước ông nội con như thế này, ông các cụ hồi trước như thế này, văn này chữ tốt như thế này, rồi thì là giúp vua giúp nước như thế nào. Tôi anh cứ kê vào đầu cái những cái tư tưởng đó. Thế bây giờ ông còn nhớ như là tổ tiên ông ra làm sao không ạ? Theo như lời kể của cụ. Tổ tiên của tôi thì xa quá thì không biết. Yeah. Nhưng mà cái bắt đầu từ làm quan từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Ông cụ tổ tiên là Nguyễn gì đấy thì tôi cũng phải bây giờ phải mở gia phả ra mới theo. Tôi có viết lại cái gia phả theo cái lời chỉ giờ. Theo cái sự chỉ dẫn của cụ về sau tôi có biết lại nhà phải. Thì nhưng mà chúng tôi là dòng họ làm quan, bureaucrat làm quan.
Theo tiếng Pháp thì là nắm mandarina. Thì những cái làm tôi nhớ là chỉ về cái dòng họ nhà mình. Cho biết ông cụ là ai, giờ thì cháu là thế nào, giờ thì là bây giờ là phải như thế nào. Thế nhưng mà bà cụ thì rất là ghét Pháp. Nhưng mà bố tôi thì lại là công chức của thời Pháp thuộc. Thế thành ra tôi có hai cái văn hóa. Văn hóa của bà nội cho và văn hóa đi học của thời Pháp thuộc. Ông làm cách nào để dung hòa hai cái thứ văn hóa đó ạ? Cái đó tôi cho là một cái cần thiết. Vì sống ở vào cái thời điểm đó phải có cả hai cái văn hóa đó mới sống được và mới tiến được. Phải học cả chữ nho, biết chữ nho. Phải học cả chữ quốc ngữ và phải học cả chữ Tây. Chứ không? Nếu không có thể nào, không pét xe được, sẽ không xuất đầu lên được, ngẩng đầu lên được nếu mà không có những cái vốn như thế. Thưa, tại Việt Nam cũng như là tại Mỹ bây giờ đó, thì ông có hay tổ chức những cuộc họp mặt gia đình không ạ? Trước khi ông trả lời câu hỏi đó, muốn hỏi ông là những cái người anh em của ông có sang đây được hết không ạ? Sang đây hết bây giờ. Hai cô con gái mất rồi chứ còn những người sống thì sang đây. Dạ. Và họ ở đây hay họ là đây, đâu khác đây, chung quanh đây này. Thế như vậy thì bao lâu, thì thường thì là bao lâu thì gia đình họp nhau một lần? Có thể hàng tháng, có thể hàng tuần. Thế có nhỉ? Yeah. Ở căn nhà này, chúng tôi ở Maryland thì các em ở bên này có sinh nhật. Trong những cái buổi họp mặt đó thì anh em, bà con nói chuyện gì? Trong những buổi họp đó thì thứ nhất là bây giờ nó có thể sang một cái thế hệ khác. Chúng tôi thì nói chuyện về những cái thời gian trẻ mà đấu tranh để được sang đây, để thoát khỏi đánh vuốt của Cộng sản. Và các cháu thì bây giờ nó là người Mỹ. Thì nhưng mà cháu nào thì cũng nói tiếng Việt hết. Quan trọng là thế. Vì các cháu khi mà ăn cơm với những người lớn đều nói tiếng Việt cả. Chúng nó giữa chúng nó với nhau thì nó nói tiếng Mỹ. Nhưng không được phép nói tiếng Mỹ khi mà ăn cơm với người lớn. Thưa, trong gia đình thì cái việc mà diễn đạt những cái suy nghĩ có cái gì đặc biệt trong cái chuyện diễn đạt những cái suy nghĩ, nghĩa là vấn đề trong cái vấn đề mà chuyện trò với nhau hay là communicate này nọ thì nó có suy nghĩ mà nói suy nghĩ gì? Thì chẳng hạn như là những cái điều mình nghĩ trong đầu đó thì nghĩa là có cái sự mà diễn đạt nó có thoải mái không, nghĩa là có cái vấn đề gì thì đem ra rất, bàn hay là cái này dạ, rất vâng. Là dân chủ vâng. Các giữa hai thế hệ rất là thông cảm dạ. Và rất là dân chủ, đã có nhiên là thế hệ trẻ thì họ chủ về cái vấn đề đấu tranh để họ sống đã. Sống ở bên cái nước Mỹ này các CVD cho họ sống đã. Và những người nhiều rồi chúng tôi thì lại nói về những cái thời gian trước trong gia đình ông cũng có những cái lễ hội, những mừng lễ hội truyền thống Việt Nam chứ phải không ạ? Chẳng hạn như nhất cái lễ hội truyền thống Việt Nam thì không có ảnh hưởng gì mấy ở trong cái sinh hoạt của gia đình. Thế nhưng mà thờ cúng tổ tiên thì là cái điều đó là rất là quan trọng. Những ngày giỗ ngày Tết đối với lại những ông bà ông bà hay đi trước rồi mất trước rồi thì chúng tôi là đặc biệt tôi là phải có một cái list những ngày giỗ hàng năm và tất cả mọi người từ anh chị em đến mọi người các con cháu là đều phải về hết, đúng ngày là phải về hết. Và chúng tôi phải giữ những ngày giỗ đó là những cái ngày nào ạ? Những ngày giỗ đó thì chúng giải rác trong năm nhiều lắm, giải rác trong năm. Thì cô nhiên là ngày Tết thì mình theo cái phong tục Việt Nam, có cháu ăn Tết, Tết Nguyên Đán, rồi Tết Trung Thu, các cháu những con nít đấy, để cho nó biết. Ông có giữ một cái bàn thờ trong nhà không ạ? Lúc nào cũng có hết. Cái đó là cái, không phải là religion nữa, cái đó là cái bắt buộc.
Cái đó là cái chuyện đầu tiên và cái chuyện quan trọng nhất ở trong cái gia đình là khai bàn thờ. Thứ ở trên bàn thờ thì ông có hình có ảnh. bày những gì? À, hình ảnh, nư hương, hương ảnh, cây nến hình ảnh của của những người chết. Vâng. Và chúng tôi thờ. Và thưa, ở trong gia đình ông có thức ăn gì đặc biệt không ạ? Thì những thức ăn mà người Việt Nam thích thì chúng tôi thích cả. Như là những gia đình tôi, bà muốn hỏi thì tôi nói này, vợ tôi nấu bánh đúc rất giỏi. Một trong những người giỏi nhất ở trong cái khu vực này về nấu bánh đúc. À thế ạ. Vâng. Đấy, là học được mẹ tôi truyền lại. Thế mẹ tôi thì được bà tôi truyền lại. Đấy, bà thích. Bà cần nói cái đó thì tôi nói là nấu bánh đúc. Bánh đúc phải là nghệ thuật cao lắm đấy. Nhưng mà chứ thường không là bánh thì đúc nát. Thường thì bà nấu vào lúc trong những cái dịp nào ạ? Ngày giỗ. Ngày giỗ, tất cả những ngày giỗ, những người mà con cháu đến ăn đều được thích bánh đúc cả. Thì những cái ngày mà đến dịp chẳng hạn như Tết thì mình bây giờ nhà gói bánh chưng lấy hay là đi mua? À, cái đó đắt. Đắt, người ta gói cho mình mua về. Mua về. Chứ làm sao mà nấu bánh chưng được. Hồi trước tôi còn nhớ rằng thì là 30 Tết là những cái buổi tối mùa Thanh Vân. Canh đồi bánh chưng. Canh đồi bánh chưng không ngủ. Yeah. Là những cái kỷ niệm rất là thân thương. Đúng rồi. Của dân tộc. Vâng. Rồi đánh bất, tối đánh bắt. Và sang đây thì mình không canh nồi đánh chưng. Thì cái đó là những kỷ niệm mà không bao giờ quên được. Sang đây thì mình mất cái đó hả? Mình mất nhiều lắm cũng chứ nhiều không phải ghê là chỉ quá có cái hả? Đó thôi. Vâng. Khi mà ông rời khỏi Việt Nam, ông có đem theo được cái gì không ạ? Những cái chẳng hạn những vật kỷ niệm, những hình ảnh tượng. Bà nói là rời Việt Nam sang Mỹ phải không? Vâng. Chả mang được cái gì, tịch thu hết. Nó lấy hết của chúng tôi. Hai vợ chồng tôi sang có độ $100 trong túi đó. Cái quần áo thế thôi, giấy tờ. Chả có cái gì khác. Không có đem theo được một cái. Nhưng mà cháu sang thì cháu thành công rồi. Cháu đã sang trước thì nó học rồi, nó thành công rồi. Cháu đi về biên năm 1980 đến Mỹ. Cháu đi 79-80 đến Mỹ. Thì lúc mà tôi sang là năm 90, 10 năm sau thì cháu đã học hết tất cả đại học rồi. Đã lấy chồng rồi. Và đã mua nhà cho bố mẹ ở rồi. Rồi tôi sang là kiểu như là dọn nhà thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Ông còn giữ được cái hình nào trong gia đình không ạ? Chẳng hình ông bà ông thân ông bà thân sinh của ông cũng như là ông thân sinh ông của tôi nội thì, ông ngoại này nọ. Thì các em tôi có lẽ nó giữ chứ còn hiện tại lúc bây giờ hiện tại tôi ở với con gái. Thì tôi cũng không treo những cái hình đó nhiều, chỉ có trên bàn thờ thôi. Bây giờ mình nói qua cái chuyện chiến tranh một tí. Chiến tranh Việt Nam, vâng. Chiến tranh Việt Nam thì tất nhiên là khi mình nói chiến tranh Việt Nam, đây là chiến tranh từ 54, từ 60 mấy đến 75. Thế nhưng mà có thể mình lui lại trước đó, nghĩa là nói về cái kinh nghiệm chiến tranh trước đó và sau đó là trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam. Thì những cái chuyện, những cái cuộc chiến tranh đó ảnh hưởng đến đời sống của ông và gia đình như làm sao, cũng như là ông đã thấy có những cái ảnh hưởng như thế nào trên ông đối với gia đình? Vâng, với cá nhân ông cũng như là gia đình ạ. Những cái cuộc chiến tranh ấy thì xin nói như thế này, tôi không nói về mặt chính trị, để nếu mà có câu hỏi khác về chính trị thì tôi sẽ nói về chính trị. Nhưng mà nói về ảnh hưởng của chiến tranh đối với gia đình tôi thì nó như thế nào? Thế thì cái cuộc chiến tranh mà nó xảy ra, tức là gọi là kháng chiến chống Pháp, tức là năm 1946 Việt Minh đánh nhau với Pháp, thì nó làm cho gia đình tôi phải chạy loạn. Và khi mà trở về thì cái nhà ở Hà Nội bị tàn phá. Do ai tàn phá? Cộng sản bắn và đánh bắn đổ. Chúng tôi về phải xây dựng lại cái nhà đó.
Rồi cái nhà đó xây dựng lên thì đất nước chia đôi năm 1954 thì Cộng sản nó lại lấy cái nhà đó. Chúng tôi vào trong Nam thấy không? Rồi đến lúc năm 1975 thì nhà cửa của tôi, cơ sở làm ăn của vợ tôi là dược sĩ, chúng nó cũng lại lấy hết. Sang đấy cũng lại tay không. Đấy, thì những cái đó là cái những cái chiến tranh mà nó đã gây ra cho gia đình nhà tôi là như thế. Tức là bố tôi mất nhà, con tôi thì bây giờ lại bắt đầu phải làm để làm nhà khác để cho bố mẹ ở. Phải sang tới đây mới làm được. Chứ cùng ra đi là tay chân, mới làm mạnh viết. Đấy, thì bà hỏi về cái phương diện đó thì tôi nói như thế. Nếu mà nói chính trị thì lại chuyện khác. Mình xin ông cứ tiếp tục ạ. Thế thôi, dạ. Cái câu hỏi của bà đấy. Dạ. Thưa trong các anh em của ông có ai tham dự trực tiếp chẳng hạn như phải ra mặt trận trong cái thời kỳ mà chiến tranh Việt Nam sau 60 không ạ? Không. Tôi là sĩ quan của Pháp, giờ về cũng không phải đánh cái trận nào mà gây cấn cả, vì lúc tôi về thì sẽ đã sau năm tư rồi. Thế mà về sau thì tôi chuyển sang quân Pháp, tức là ngành quân sự, tôi làm tranh án thì cũng không phải ai đánh nhau cả. Em tôi làm kỹ sư không quân, kỹ sư sĩ quan sửa máy bay, cũng học ở Pháp về, cũng không phải đi đánh nhau, làm ở trong xưởng chữa máy bay thôi. Thế thôi. Còn là người em thứ ba của tôi thì không phải đi đánh nhau, không phải nhập vào quân đội, người nó trẻ quá. Trong cái thời kỳ chiến tranh mà sau 60 đó, tức là khi mà người Mỹ bắt đầu vô đó, thì ông có những cái tiếp xúc như thế nào với lại người Mỹ nói chung và lính Mỹ nói riêng không? Không, lúc bây giờ thì tôi đã... Lúc còn tôi ở... Lúc mà tôi ở sư đoàn 2, tức là đi Pháp về làm sĩ quan tham mưu của sư đoàn 2, thì lúc bây giờ là có những cố vấn Mỹ sang. Dạ. Thì tôi là những sĩ quan tham mưu thì là chúng tôi đã phải là tiếp xúc với những người cố vấn Mỹ. Có tiếp xúc ạ? Có tiếp xúc. Dạ. Và được biết là những người cố vấn Mỹ là họ cũng không hiểu gì nhiều về Việt Nam đâu. Thế nhưng mà họ làm vấn sự của họ là làm cố vấn cho mình về những cái gì mình không biết. Có hữu ích không ạ? Sao? Ông có thấy hữu ích không ạ? Cái đó thì tôi thấy rằng thì là cũng là cần thiết thôi. Tại vì hồi đó quân đội Việt Nam cho những người Mỹ viện trợ những cái khí cụ và những cái chiến cụ thì phải họ phải chỉ dẫn cho mình đó. Đặc biệt là tôi không phải là sĩ quan do Mỹ huấn luyện, tôi là do Pháp huấn luyện. Yeah. Nhưng ông thấy có một cái sự gọi là xung đột nào, tức là conflict ạ, giữa cái chuyện mà huấn luyện do Pháp và Mỹ không ạ? Không thấy cái điều không, không, không. Như vậy thì trong gia đình em không có ai mà trở thành thương phế binh hay là gì hết phải không ạ? Vâng. Ông nghĩ thế nào về cái chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh và sau khi cuộc chiến chấm dứt? Chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh và sau khi chiến tranh chấm dứt. Yeah. Cái này thì nói phải nói về chính trị một chút. Vâng, xin ông cứ... Người Mỹ sang Việt Nam để giúp miền Nam Việt Nam thành một cái pháo đài chống cộng. Lúc đó là chính sách gọi là bear bear, containment policy, giúp nước Việt Nam để chống lại cái expansion, cái sự bành trướng của Cộng sản Việt Nam. Thì lúc đầu đó muốn xây dựng một cái nước Việt Nam là một nước dân chủ với lại một quân đội, nghĩa là hoàn toàn chống lại, có cái tinh thần hoàn toàn chống lại những quân đội của bọn Việt. Thì lúc đó thì họ chỉ là cái giống giúp tiền cho mình
đánh nhau, dạy cho mình cách đánh nhau, giúp súng cho mình đánh nhau, chống trả lại những người cộng sản ở miền Bắc do Liên Xô và Trung Quốc giúp. Thế thì cái vấn đề đó người Mỹ cũng không có làm hết mình, mà họ không làm được hết mình là vì họ chưa hiểu Việt Nam nhiều. Thành ra họ cũng cứ làm thôi, họ làm theo cái kiểu là theo cái ý nghĩ của họ và trong cái phạm vi hiểu biết đó. Thế thành ra cái lúc đó đấy, cái chính sách, cái sự chiến đấu của quân đội của Việt Nam với lại những cái sự trợ giúp của cộng sản do Liên Xô và Trung Quốc nó giúp nó có sự khác biệt. Cho nên cái công cuộc chiến đấu của Việt Nam nó không được hữu hiệu. Nó không được hữu hiệu thì người Mỹ lúc bây giờ mới Việt Nam hóa chiến tranh. Tức là kiếm cách mang quân Mỹ vào để đảm cho giờ không tin ở tại chiến đấu của quân đội Việt Nam, mà chính đích thân quân Mỹ đổ sang bên này thay tổng thống Johnson. Thì bằng chứng là người Mỹ quên rằng Bắc Việt không phải một mình để đánh, Bắc Việt là do lính của Trung Quốc, do hỏa tiễn của Liên Xô nó đưa vào, do sĩ quan của Trung Quốc nó chỉ huy và do những kỹ thuật gia của Liên Xô nó đưa sang. Người Mỹ thua, phải nói là người Mỹ thua ở Việt Nam, không đánh lại, cũng vì không dám đánh cộng sản, chỉ biết dám bè bờ nó thôi, chứ không có cái khí thế tấn công của cộng sản, cho nên người Mỹ thua. Thế người Mỹ thua thì họ mới thấy rằng thì là họ phải thay đổi cái chính sách, họ thay đổi chính sách là bằng cách thì là họ tìm cách khi mà có những cái dấu hiệu của giữa Liên Xô và Trung Quốc có cái sự đứt giãn năm 1972 thì họ đã tìm cái cách chia rẽ giữa Liên Xô và Trung Quốc. Và khi mà Nixon sang bên với Kissinger sang năm 1972 giúp được người Trung Quốc theo Mỹ và chống lại Liên Xô thì họ quyết định bỏ Việt Nam, không cần nữa, cho nên là Huy đã rút khỏi Việt Nam để tránh một cái để tránh một cái sự lầm lẫn về chiến thuật cũng như về chiến lược. Họ lập lại cái chính sách chiến lược toàn cầu, cho nên đã rút lui khỏi Việt Nam. Và sau khi đã bắt được cái thằng Trung Quốc về phía mình, cái đó là những cái mà phải bị về sau này. McNamara cũng đã nhìn nhận những cái chuyện đó ở trong cái quyền hội nghị của ông. Rồi tất cả những Bernafon, những Rambouteux của Pháp cũng đã biết, đã nói về những cái vấn đề đó. Và cũng đã thấy rằng thì là người Mỹ đã không làm, không có một cái nhìn đúng về cái vấn đề Việt Nam trong suốt thời gian Mỹ dính tay vào trong cái chiến tranh Việt Nam từ năm 1960 trở đi. Lẽ có nhiên là về phía người mình. Thì bây giờ như tôi chẳng hạn, tôi có cái thời gian tôi ngồi tôi suy ngẫm lại, tôi có đọc lại, viết lại tất cả những giai đoạn lịch sử đó, mình mới thấy rằng như là người Mỹ rất là tốt, rất là tâm tình, người Mỹ yêu nước Mỹ và cũng có yêu cả những cái nguyên tắc của nước Mỹ nữa. Thế nhưng mà người Mỹ mỗi khi dính vào những cái chuyện của ngoại quốc là không có bao giờ nghiên cứu kỹ. Ngay trường hợp bây giờ đương dính vào Iraq cũng là chưa có nghiên cứu kỹ vấn đề của Iraq, cho nên vẫn cứ xa lầy ở Iraq. Mà vì vấn đề dư hỏa không có rút về đây được. Đấy, đây thì tôi xin nói những cái đóng góp như thế. Mà có cần phải quay thêm thì tôi cũng có thể. Dạ. Hiện nay ông hiện nay ông có tham gia vào sinh hoạt chính trị như nào không ạ? Tôi còn làm rất nhiều về chính trị. Vâng, thưa ông, xin ông nói rõ thêm một chút về các sinh hoạt đó được không ạ? Tôi là chủ tịch cộng đồng Việt Nam Cộng hòa Thân Thuấn Virginia và Maryland. Dạ. Nhiệm kỳ 1975
1966, à 96, 1998. Tôi là một trong những người thành lập diễn đàn dân chủ hóa Việt Nam của vùng Hoa Tịnh Đội. Diễn đàn dân chủ hóa? Dân chủ hóa Việt Nam. Gọi tắt là diễn đàn dân chủ. Chứ mình có website không ạ? Cái đó thì không có website. Yeah. Rồi tôi là chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam tại vùng Hoa Tịnh Đội. Thế từ 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 khi mà đến đây đến giờ thì ông có sinh ông có làm việc gì không ạ? Có, tôi làm thông dịch viên để kiếm sống cho Bộ Y tế Mỹ ở Montgomery. Gọi là anh y tế là quận đấy ạ. Gọi là quận Montgomery, quận Montgomery của tiểu bang Maryland. Thế ông làm như vậy được bao lâu ạ? Tôi làm như thế là từ ngày sáng nó bằng đầu 17 năm. Chẳng 1990... 91. 91. Tới 1990... À 1900... Đến 2007 tôi mới về. 2007. Dạ, như vậy là ông về hưu khoảng 3 năm nay rồi. Gần 2-3 năm. Dạ. Hỏi một câu hỏi này thì hơi có vẻ ngớ ngẩn nhưng mà vẫn cứ phải hỏi vì sao ông rời quê hương để đến Mỹ ạ? Vì đấy, thế đấy, thì ra tù ra thì làm sao mà. Sau khi 10 năm tù Cộng sản mà mất hết tất cả. Mà suýt chết đói 3-4 lần ở trong tù thì phải đi chứ không sao ở được. Bây giờ không phải cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Thực sự ra là con người tôi là biết rõ Cộng sản từ lâu rồi. Và không được, không chấp nhận kiểu độc tài cộng sản. Chúng tôi thích tự do, chúng tôi thích dân chủ, chứ chúng tôi không có chịu được cái đó. Ngay từ lúc tôi còn trẻ thì đã có những người dạy tôi và là phải biết trông vào cái bản chất của tổ cộng sản là độc tài. Chúng tôi là những người cái gia đình không có chịu được độc tài. Ông đã ra đi bằng cách nào ạ? Chúng tôi đi HO. Vâng, thưa ông có thể cho biết thêm chẳng hạn như là khi mà ông nghe về cái chương trình đó thì những cái diễn biến nộp đơn với này này thế nọ như sao? Đấy, thế này thì cũng nói được một tí về đây. Dạ. Khi mà tôi được thả ra thì tôi sống ở Sài Gòn. Sống Sài Gòn ở một cái nhà căn nhà cũ và do sự tiếp tế của con gái tôi rồi gửi tiền làm như vậy. Dạ. Không làm gì hết. Đợi ngày ra đi thôi. Mà cũng đợi thế thôi chứ chưa chắc lúc nào biết là đi, nhưng mà đến khi có cái chương trình HO được đi thì chúng tôi đi. Mà bà phải biết thì chắc bà cũng biết thôi, tất cả người Việt Nam nào cũng biết HO ra đi không phải là tự nhiên nó cho đi, vì mặc dù nó là chính sách của cộng sản nhưng mà nó cũng còn đặt ra những cái chuyện để nó làm tiền mình. Nó đã tịch thu nhà, tịch thu cửa của mình rồi nhưng mà hai vợ chồng tôi vẫn phải nó 1 triệu đô la, à 1 triệu tiền Việt Nam nó mới cho đi. Giả như thế nào, hối lộ hay là thế nào ạ? Và phải nộp cho nó mới làm đơn cho bà đi, nộp đơn và tiền nó mới làm cho bà đi, không nó cứ để cho bà đi. Không phải là tự nhiên bà được đâu, Mỹ cho bà đi rồi nhưng mà phải Việt Nam thuận cho bà đi nữa bà mới được đi. Thì bà có tên của Mỹ thông chi cho chúng nó rồi. Những người khác thì nếu mà đảng một chính phủ đàng hoàng mà ký những cái hiệp định với nhau như vậy thì nếu mà người Mỹ người ta thuận cho đi thì mình cũng cho đi. À, hai bên thỏa thuận để trao đổi mà. Thế nhưng mà nó không thế. Nó lập ra những cái nó gọi là những cái cơ quan để nó cái dịch vụ đó, dịch vụ thương mại. Nó phải cho nó 900.000, 900 mấy chục ngàn thôi còn nhớ. Là 1 triệu đồng Việt Nam không cho đi. Cái đó nó tìm cách nó bóc lột hết. Không để cho mình ra đi còn đồng nào ở trong túi hết. Những cái người mà không có tiền dành chịu thua. Những người không có tiền thì người lùi lại. Đáng nhẽ phải đi HO1. Như tôi chẳng hạn, tôi chờ mãi mà HO1 không đi. Tôi biết là tôi có tên mà nó không cho tôi đi.
Thì hát hô ai tôi cũng không đi, hát hô ba tôi cũng không đi. Đưa tiền cái thì tôi đi hát hô bốn. Còn những người tôi đi hát hô ba mấy rồi có những cái người chết luôn, nó không có kịp đi nữa. Tại vì không có tiền cho chúng nó. Cái đó là sự thực. Không ai biết hơn tôi về cái vấn đề của nó cả. Trước khi mà nạp đơn đi đó, từ khi mà nạp đơn cho đến khi mà được đi đó, thì là bao giờ thời gian bao lâu rồi? Đối với tôi là 2 năm. 2 năm. Mà phải có tiền nhé. Đấy là phải là có tiền. Nhưng mà làm sao mà mình biết rằng là chỗ nào để mà đưa tiền cho nó đúng mà không bị sợ bị mất? Nó công khai. Dịch vụ. Nó gọi là dịch vụ. Nó bỏ một cái. Là một cái cơ sở nó gọi là dịch vụ suốt ngày cho những người cựu thù cộng sản. Như là giống như là gọi là lệ phí đấy phải không ạ? Lệ phí đấy. Dạ. Lệ phí đi. Thủ tục đầu tiên. Anh các chị sang bên đó thì sướng quá rồi. Bao tiền đi làm gì để lại cho nhân dân đi. Nhân dân thì chúng nó bỏ túi. Nó chẳng chậm lắm. Có lẽ bà chưa được nghe những chuyện này. Không ạ, có nghe, nghe nhiều lắm. Không nghe không? Có nghe. Dạ. Chưa cái ông có gặp khó khăn gì trong vấn đề thử nghiệm về sức khỏe không? Không, tốt. Tốt hả? Những cảm xúc đầu tiên và những kinh nghiệm của những ngày đầu của ông khi đến nước Mỹ làm sao ạ? Thích lắm. Dạ. Như một giấc mơ. Tôi kể chuyện cho bà nghe. Một tôi và cũng một số bạn, những cái ngày tháng mà bị nhốt ở trong tù, ngày nào cũng như đi ra đói quá không biết làm gì cả, mà không biết cách gì để giết thì giờ. Nhưng tôi cứ đi ra ngoài cổng, trong cái khu nó giam, cứ đi ra ngoài cửa sổ ngắm mắt lên trời, thì cứ nhìn lên trời thôi, nói chưa quên nói. Thế thì có người bạn hỏi tôi một hôm, mấy ông bạn là toàn những ông linh mục vừa bị nó giam ở trong tù, thế mấy ông linh mục cũng hỏi mà anh Quyền ơi, anh làm gì mà tôi cũng thấy ngày nào anh cũng cứ ra anh ngưng nhìn qua cửa sổ anh ngắm mặt lên đầu này, có cái chuyện gì tâm tư mà khổ sở thế? Thì tôi bảo tất cả có lúc nào tôi khổ cả. Ông biết tôi đương làm gì không? Tôi đương trông thấy tượng nữ thần tự do ở trên Hoa Kỳ xuất hiện ở trên mây kia. Cho nên tôi chỉ cho xem đây này, tượng thần tự do của Hoa Kỳ xuất hiện trên mây này. Ông thấy không? Thế là các ông lại cái chỗ bắt ông nhìn đâu có thấy gì đâu. Thế nhưng mà rồi cái hình ảnh đó, mỗi một lần tôi chỉ cho các ông ấy là tôi ngẩng lên thì các ông lại hỏi tôi, chú Quyền đừng xem thần tự do đã vào tự do Mỹ, còn đúng công nói đúng, mình phải tập trung tư tưởng ở đây thì lúc mình mới có thể sang Mỹ được. Mà cái đúng cái điều đó nó là một cái thật, là một cái đùa thôi, đùa nhả thôi, đùa cợt thôi, mà nó thành sự thực. Nhưng mà những người theo được tôi sang đây thì cũng đã chết rất nhiều lắm, cùng ra với tôi. Ông nhắc đến tượng nữ thần tự do, thế từ hôm đến đây đến giờ thì ông đã thăm tượng nữ thần tự do chưa? Lần đầu tiên tôi đến đây là tôi thăm tượng nữ thần tự do. Là tức là mấy ngày sau khi mà đặt chân đến không, đây ạ? Không, mới dài thì ông nhanh, cũng trong năm đầu tiên. Dạ. Yeah. Tôi đi và, và cái cảm giác làm sao? Thì có thể nói không đẹp bằng cái nữ thần tự do mà tôi tưởng tượng vì tôi còn là tôi cộng sản. Sang đây thì rất thích. Cái chuyện gì cũng thích. Nhưng mà cũng làm ông rung động không ạ? Rung động chứ, rung động lắm. Yeah. Có lẽ không ai rung động hơn tôi đâu. Tại vì thì là không có ai có cái tư tưởng như thế. Thưa ông có nói những cái điều đó với lại các con, các cháu? Không những các con, các cháu mà các bạn bè. Yeah. Ai tôi cũng nói. Yeah. Đấy. Cái cảm giác đầu tiên mà bà hỏi là phải nói.
Thì ông có viết gì không ạ? Tôi viết nhiều lắm. Tôi viết tất cả những cái bài đấu tranh cho tự do từ năm 1900, sau khi mẹ tôi chết năm 1994 thì tôi dành tự do, tôi viết bắt đầu từ ngày tôi làm chủ tịch cộng đồng ở đây. Cho đến năm tôi về hưu, như tôi vừa mới nói, thì trong thời gian về hưu thì tôi thấy là tôi không viết được những cái bài trên báo hàng ngày nữa, mà tôi viết sách. Thì cái công trình mà tôi khoe với bà hôm nay là từ hơn 2 năm nay tôi đã viết xong một cuốn sách, vừa mới xong nhau. Ông có định cho xuất bản vừa mới đừng đừng nhờ ông Uyên Thao ở trên kia kia xuất bản. À, thế ạ. Thưa cuốn đó tựa là gì ạ? Việt Nam trong chiến tranh tư hữu. Là một cái cuốn sách. Là một cuốn sách viết lại lịch sử của Việt Nam từ bắt đầu từ ngày Hồ Chí Minh bắt đầu sang Pháp nhập Đảng Xã hội Pháp cho đến ngày 30 tháng 4 1975, viết lại hết. Vì nhận thấy là cái khoáng lịch sử đó đó sai hết, cộng sản đã làm sai lạc hết. Và những con người mà có cái tâm tư, có cái sáng suốt và có cái kinh nghiệm với cộng sản và chịu bỏ công ra nghiên cứu để mà viết lại cái khoảng lịch sử đó. Tôi không viết những cái bài hàng ngày nữa, tôi tập trung để tôi làm cái sách đó, và cuốn sách đó sẽ sắp ra trong tháng 8 này. Và viết lại, đã phải đọc lại hết. Tại vì thực sự ra đó, và con ta ở bên này là cộng đồng tị nạn, nhưng mà vẫn trông vào cái lịch sử Việt Nam với quãng đó vẫn có những cái sự sai lệch, vẫn chưa trông đúng là cái thời gian đã nó đáng lý ra nó phải thế nào, thật sự ra nó phải thế nào, nó đã được biến tạo cách rất là gian lận lưu manh bởi bọn cộng sản, thành ra mình vẫn cứ bị lừa. Thành ra có những cái câu trả lời mình không trả lời được. Thành ra có những cái tình huống mình không thể lúc này không thể giải thích được. Phải đặt lại cái vấn đề và phải chống lại vấn đề từng chi tiết một. Thì lúc này mình mới có thể nói chuyện với các thế hệ về sau. Và nói chuyện với chính bản thân mình. Và kiểm điểm lại tất cả những cái dĩ vãng của mình. Thôi cho thế nào cho nó đúng. Trước khi mình chết mình nhắm mắt. Ít nhất là mình cũng phải định nghĩa lại, định luận lại tất cả những cái kiến của biến cố đó. Đây là mấy cái dòng tôi giới thiệu với bạn về cuốn sách của tôi. Yeah. Sau sửa ra tôi sẽ biếu ông quyền. Dạ, vâng, cảm ơn ông. Bây giờ mình trở lại cái chuyện này một tí. À, cái nơi đầu tiên mà ông sinh sống ở đây là ở đâu ạ? Maryland, tại nhà của Quyền Châu ạ. À, ông đã làm nghề thông dịch viên phải không ạ, để sinh sống. À, từ dạo đó đến giờ thì ông thay đổi nhà chỗ ở bao nhiêu lần rồi ạ? Lần này lần thứ hai. À, mấy lần thứ bây hai thì cũng là chúng ít thôi. Bây giờ thì là chúng tôi ở một tô mát, cháu vui nhà hả? Dạ. À, như vậy là hai ông bà sống với nhau. Vâng, sống với nhau. Có một đứa con gái thì sống với gia đình cháu. À thế ạ. À, vâng. À, cảm nghĩ của ông bà, của ông khi quyết định đến Mỹ sinh sống rất là hoàn toàn là kêu bằng rất là hài lòng với cái thích chuyện lắm. Đó. Đấy, không, không. Mẹ bây giờ thích lắm. Yeah. Vâng. À, theo ông thì điều gì khó khăn nhất khi mà ông bắt đầu cuộc sống mới ở đây? Cái gì còn tiếng là Mỹ. Khó khăn tiếng Mỹ? Vâng. 60 tuổi bắt đầu đi học lại từ A đến Z. Hiện giờ thì tiếng Anh của ông làm sao ạ? Cũng đủ xài. Được, tôi communicate với bà bằng tiếng Anh được. Dạ. Vâng, thế bây giờ ông có nhà chưa ạ? Ông có mua được căn nhà không hay là ở tôi chung với cháu? Tôi làm được căn nhà ở cháu. Ở với cháu đấy. Tôi làm được căn nhà chứ, thế nhà cháu chị Huyền Trân như vậy là cũng tưởng lại thành con công. Có hiếu lắm. Vâng. Cháu thành công. Vâng. Hai vợ chồng cháu đều thành công cả. Vâng, thế thì như vậy thì ông được mấy cháu ngoại ạ? Có một đứa. Không có đứa này. Cháu trai. Vâng, dạ.
Điều gì giống và khác nếu so sánh giữa quê hương cũ và cộng đồng mới của ông ở đây? À, cộng À, đồng mới, người ta nói cộng cộng đồng đồng mới này, thì cộng đồng tị nạn. cộng đồng có cộng đồng tị nạn nói riêng và cộng đồng Mỹ nói chung, cái À, sự khác biệt nó như thế nào đối với lại cái nơi chốn cũ là quê nhà? bây giờ nói về khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ thì đã có nhiên là nước Mỹ, Việt Nam không thể so sánh với Mỹ được. Mà mình từ một cái nước, bây giờ nói về phương diện chính trị thì ở Việt Nam mình thiếu tự do, mình không có dân chủ. Thì những cái đó là làm với cuộc sống của mình, là một người văn minh, là một người biết thế nào là tự trọng, là một người biết thế nào là bản chất con người, cái giá trị con người phải như thế nào, thì rất là thích nước Mỹ. Vì không ở đâu trên thế giới này mà con người được tôn trọng và có những cái cơ hội để sống tự do như nước Mỹ. Cái đó thì có nằm ngủ mơ cũng không thấy, chứ đừng nói là hưởng được hưởng. Trân trọng nước Mỹ, yêu nước Mỹ, thích nước Mỹ ở cái đó. Nước Mỹ đối với những người được sang Mỹ đó thì là tuyệt vời. Và đối với những cái người mà đã từng sống ở trong những chế độ độc tài của cộng sản thì lại càng tuyệt vời nữa. Và đó là trường hợp của tôi và của những người Việt Nam. Còn sống, còn nói về phương diện khác thì Việt Nam là quê hương, là nơi chôn cất các dấu mồ mả ông cha để lại cả một cái khoảng đời của tuổi trẻ của mình sống như thế. Bố mẹ mình ở đây, ông bà mình ở đây, sinh ra ở trên cái đất nghèo khăn nghèo khó đó, thì mặc dù nó là nghèo khó nhưng vẫn là quê hương của mình sinh ra. Những cái tình tình đó không có thể nó bị cho mình được. Thế thì con người Việt Nam không giống như con người Mỹ. Cái câu hỏi đó thì phải trả lời, phải xanh lên nó sẽ làm hai, cắt nó ra làm hai, một mặt này nó như thế này và mặt kia nó như thế kia. Thì những người Việt Nam mà di tản sang đây ai cũng như ai, chúng mình đều như thế hết. Chúng mình đều yêu nước, quý nước Mỹ vì tự do dân chủ, vì cuộc sống nó tiến bộ, nó văn minh, con người được tôn trọng, cái giá trị cuộc sống cao hơn ở trong cái đất nước mình. Nhưng mà cái tình cảm thì thua kém, vì mình là người Việt Nam chứ mình không phải là người Mỹ. Mình có những cái attach, và có những cái sự ràng buộc với quê hương mình về phương diện tình cảm, không thể nó cho mình được. Mình cái mùi, cái hương vị của quê hương mình không tìm đâu được ngoài trong quê hương, ngoài quê hương của mình. Phải nói là cái hương vị, thế thì sang đây đấy mình làm gì có những cái hương vị thì mình nhớ rất là nhớ những cái chuyện đó, rất là thương tiếc những cái chuyện đó, nhất là rất là cảm xúc về những cái vấn đề mà mình đã được sống. Cái quãng đời mà tổ của riêng tôi chống thì có 20 năm ở nước Việt Nam, 20 năm là cho đến lúc đi lính về sau, cho đến 70 năm, cho đến 40 năm. Sáng nay tôi đã sống cũng đã 20 năm rồi, mới ở tù mà mười mười mấy năm rồi. Và thấy không? Ông có nhớ câu chuyện vui nào về kinh nghiệm của những ngỡ ngàng về sự khác biệt về phong tục văn hóa mà ông đã trải qua khi mà đến đất Mỹ không? Ông có nhớ một chuyện vui nào về cái sự mà khác biệt giữa văn hóa của Mỹ với lại không Vui, cái một chuyện vui chuyện khác vui, biệt chuyện về tức văn hóa. cười, chuyện là mình đại khái như vậy. Có thể bà hỏi cái này thì tôi cũng không có Không nhớ ready, là hả? không có ready. Vâng, thôi được, không sao. Thưa ông đã trở thành công dân Mỹ rồi phải không ạ? Vâng, đúng À, rồi. năm nào ạ? 5 năm sau khi tôi sang đây, À. tôi trở thành công dân. Ông như vậy là ông tự coi mình là người Chúng Mỹ tôi, vâng, hay là tôi. người Virginia? Tôi thì bây giờ tôi Hay tự coi tôi là là người Mỹ gốc Việt. vâng. Cái đó là yên nhất. Nhưng mà ông có cảm thấy là ông hãnh diện đối với cả hai Mỹ gốc Việt? Là người Mỹ, tôi hãnh diện
là vì tôi là con người tự do và tôi sống ở một cái nước hiện tại là văn minh và bậc nhất thế giới, và là vì cái chuyện đó là tôi được sống ở trong một cái nước được làm bá chủ thế giới và là công dân một cái nước như thế, số một của thế giới. Thế còn cái gốc Việt của tôi ấy, như là tôi đã nói rồi, không bao giờ tôi bỏ được. Làm sao tôi bỏ được cái gốc Việt của tôi? Không bỏ tôi có thương nước Mỹ như thế nào và hãnh diện với nước Mỹ như thế nào thì cũng không bỏ được cái nước Việt của tôi. Nhưng mà mình có thể dung hòa được phải không ạ? À, thì có nhiên mình dung hòa chứ, có nhiên là mình dung hòa, mình còn phải dung hòa nhiều cái chuyện nữa. Đây là bà mới chỉ hỏi tôi về hai cái phương diện đó thôi mà đã phải dung hòa rồi. Còn thực sự con người người của mình còn một cái phương diện thứ ba là mấy cái thằng cộng sản đấy, nó đâm vào cái cuộc đời của mình và nó làm hại cái cuộc đời của mình rất nhiều, không phải chỉ mình mà cả dân tộc mình. Thì còn cả cái phần đó tôi chưa nói. Bà không cần đo được, tôi xin lỗi. Tại vì bà không hỏi. Dạ thì ông cứ việc nói ạ, nếu mà Không, ông không, cảm thấy muốn muốn không, không, muốn diễn tả thêm điều gì có cũng lúc được, khác không thì tôi sao nói, ạ. có lúc khác. Chứ Dạ còn rồi. cái này thì tôi cứ tôn trọng Nó câu hỏi của không bà. sao, không sao hết ạ. Xin ông cứ việc tiếp tục. Không, nhưng mà có lẽ nói như thế, tôi mà nói ra cái đó đó thì tôi nói đúng đâu, nói dài lắm, bà không có gì đâu. Ông nói sơ sơ vậy. ông đã về, ông còn giữ liên lạc với gia đình ở Việt Nam, gia đình hiện giờ còn ai ở Không Việt còn ai, Nam không ạ? Không còn ai hết trừ họ hàng xa. ạ. Ngay cả ngoài Bắc, Hà Nội nọ. Thì tôi là origin ngoài Bắc mà, Vâng. chứ ngoài Bắc của tôi nhiều lắm chứ. Ông đã có bao giờ về Việt Nam thì kêu Không bao hỏi giờ sang về đây được, chưa? không bao giờ Vì được, lý do gì? trừ khi mà nước Việt Nam trở thành dân chủ. Do những sự đấu tranh của tôi ở bên này thì tôi sẽ về. Ông không có cô độc trong chuyện đó, tại vì người ngồi trước mặt ông cũng như vậy. Tôi chưa về Việt Nam Không 35 bao năm giờ. rồi. Ông chắc là cũng dài theo câu chuyện thì cũng biết đó, là ông giữ những cái truyền thống và tục lệ của ông bà, nhưng mà vẫn cứ hỏi là những cái truyền thống hay tục lệ nào mà ông cố gắng để mà giữ và tại sao? Cái ông bà tôi đã cho tôi biết là nước Việt Nam sở dĩ được độc lập mà là một quốc gia từ 4.000 năm nay thì đời vua Hùng đến là vì có cái tinh thần, thứ nhất là tinh thần độc lập và còn thứ hai là cái tinh thần là yêu nước. Hai cái yếu tố đó đã là khiến người Việt Nam không giống những cái nước khác mà bị Trung Cộng nó han hoang. Mình cũng là một phần của một cái nước tiếp giáp với Trung Quốc và phía Nam, nhỏ thôi, nước Việt mình nhỏ lắm, chỉ có các quận giao chỉ thôi. Thế nhưng mà đã quật khởi thành ra một nước và bao nhiêu trận mà cầu tàu nó đi nó giết mình để nó biến mình thành một quận huyện mà nó không làm được. Thì đó là những cái mà không phải nước Mỹ chỉ cho chúng tôi, chỉ cho người Việt, mà là ông bà ta dạy chúng ta như vậy, sử sách của chúng ta dạy chúng ta như vậy, và qua kinh nghiệm, qua sử sách và qua những cuộc chiến đấu mà trong đó có cái cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp mà chính là những cái người thuộc thế hệ của tôi đã tham dự, đã trực tiếp tham dự vào thì mới thấy rằng nước Việt Nam của mình là một nước đáng được độc lập, đáng độc lập và sẽ được độc lập mãi mãi. Đấy, đấy là truyền thống. cái truyền thống văn hóa của Việt Nam dạy mình như thế và cho mình cái tinh thần dân tộc như vậy. Nhưng mà cái tinh thần dân tộc đó nó khốn nạn ở cái chỗ là đã bị tụi cộng sản xâm đoạt. Ít người biết về cái vấn đề mà thằng cộng sản nó xâm đoạt.
cái tinh thần đấu tranh dân tộc của mình dã man như thế nào. Nó săn đoạt cái lòng yêu nước của mình để nó hiến nước Việt Nam là một cái thằng chư hầu cho đệ tam quốc tế cộng sản. Thằng chư là cái tên nó đã bán nước cho quốc tế cộng sản, nó làm agent cho tên tướng cộng sản, và nó đã săn đoạt tinh thần dân tộc của cả một dân tộc để làm cái chuyện đó. Thì những cái sự kiện này là người Việt Nam nào cũng phải ý thức được như thế thì mới thấy rõ cái bộ mặt của cộng sản, phải ý thức được cái đó thì mới thấy rõ cái giá trị của Hồ Chí Minh. Không chung thấy cái đó, cả một tinh thần dân tộc 4.000 năm mà nó sang đoạt cái này để nó bán, để nó đưa nước về để nó bán cho cộng sản quốc tế thì tội của nó như thế nào. Đấy thì đấy, tôi nhưng mà tôi nói nữa thì tôi lại nói dài đâu. Theo ý kiến của ông thì văn hóa người Việt tại Hoa Kỳ sẽ trở thành ra sao? Trở thành văn hóa của người biến Việt, hóa là như thế nào? Văn hóa của người Việt tại Hoa Kỳ không có gì phải lo cả. Nó sẽ còn đấy mãi và nó làm giàu cho văn hóa Mỹ. Tức là bên cạnh văn hóa Mỹ sẽ được, vẫn có cái văn hóa Việt vẫn sẽ tồn tại. Và cái nhiệm vụ của văn hóa Việt cũng như là văn hóa của những người khác là làm giàu cho văn hóa Mỹ. Đó là cái khuynh hướng quốc tế hóa của các văn hóa. Văn hóa bây giờ không phải của một nước nào riêng, là của chung hết. Và khởi sự bằng cái kinh nghiệm đó của nước Mỹ. Ông có những cái kỷ niệm và kinh nghiệm nào đặc biệt nào khác mà muốn chia sẻ với lại, đây là một cái cuộc phỏng vấn mà nhắm vào các em sinh viên phần lớn thế hệ 1,5, 2, 3 của người Mỹ gốc Việt. Ông có những cái kỷ niệm và hoặc kinh nghiệm nào ông muốn chia sẻ? Tôi không có cái kỷ niệm nào cả. Tại vì tương đối những cái sinh hoạt của tôi ở bên Mỹ nó cũng tương đối ngắn thôi. Thế nhưng mà nói về kỷ niệm thì không có. Nhưng mà kinh nghiệm thì muốn chia sẻ với các em nhiều chuyện lắm. Nhất là về chuyện cộng sản đối với dân tộc và cộng sản đối với những cái thế hệ cha anh của các em và chính cái thế hệ của các em, vì các em sẽ là những cái thế hệ sẽ lấy lại cái sự độc lập và cái văn hóa của dân tộc cho dân tộc Việt Nam. Cộng sản sẽ không còn, với đối với thế hệ Việt Nam thì cộng sản sẽ phải biến mất, nó sẽ biến mất, nó bắt buộc nó sẽ phải biến mất theo một cái tiến trình quốc tế hóa của tất cả mọi chuyện. Và các em sẽ phải là những cái người hiểu rõ dân tộc, của lịch sử của đất nước để mà làm việc cho tổ quốc sau này. Bây giờ các em đang sống ở trong giai đoạn quốc tế hóa, everything nó sẽ là quốc tế hóa. Các em nó sẽ lớn lên, nó sẽ là những cái thế hệ tiếp theo này, và lẽ cố nhiên là nó không thể nào không ngoái cổ lại với cái sĩ bán và với cái nguồn gốc của nó. Thì ở cái vùng đất kia xa xôi đó hãy còn cần phải bàn tay của các em, trí óc của các em và cái văn hóa mới của các em, một cái văn hóa quốc tế để mà trở về giúp dân tộc. Tất cả những chuyện đó tôi nói ở trong cuốn sách mà tôi sắp xuất bản. Tôi gây ra thì tôi hy vọng rằng các quý vị sẽ ủng hộ cái quyển đó. Vì chúng tôi viết cả một tâm tình. Tôi thức đêm dậy sớm, nhịn ăn, quên sinh hoạt hoa đình để viết cuốn sách đó. Có những lúc tôi viết cả đêm, có những cái cơn viết nó lên, tôi viết cả đêm, không ăn không ngủ để hoàn thành trong 2 năm. Một cuốn sách 2 năm là tương đối nhanh. Viết không phải chỉ có tài liệu thôi mà tại là cái tâm tình của mình. Vì tôi viết, tôi năm nay 80 rồi, tôi là 80, phải viết nhanh chứ không thể viết lần chân được. Thành ra đương đi, anh Minh Thao đương in cho tôi, tháng 8 này tôi sẽ ra bán sách ở đây.
khác thì tôi sẽ sang bên kia tôi sang là thầy. Dạ. Thưa ông có lời gì nhắn lại với các em không ạ? Lời nhắn lại các em là các em cố làm thế nào đấu tranh làm thế nào cho cuộc sống tự do và dân chủ của mình. Ở đây thì các em không phải đối đo cái vấn đề đó, nhưng mà phải tự làm thế nào để đào tạo mình cho chính mình thành những người chiến sĩ để giải phóng quê hương khỏi bàn tay của cộng sản. Vì bên dân tộc Việt Nam khổ cực nhiều lắm rồi, đương chờ đợi cái chuyện đó, và các em sẽ phải là những cái người để giúp dân tộc khỏi cái chuyện đó. Cái chuyện đó là cái chuyện tự do dân chủ, đó là một cái tai họa. Cộng sản nó là một cái tai họa. Người ta đã bỏ được cái tai họa rồi, nhưng cái dân tộc của nước mình đó khốn nạn ở cái chỗ rồi mà khổ cực ở cái chỗ đó là vẫn lại còn dai dẳng đeo đẳng cái nợ này, chưa bao giờ mà thoát khỏi, chưa thoát khỏi được, nhưng mà nó cũng sẽ thoát khỏi thôi. Chứ bình tĩnh mà phân tách thì nó sẽ không bao giờ nó kéo dài nhiều nữa, không thể tính hàng thế kỷ nữa mà chỉ tính càng 10 năm một thôi, nó sẽ tiến 10 năm một. Mình sẽ làm cái công việc đó. Đây là từ 10 năm 10 năm. Sau 10 năm 1 mình lại điều chỉnh lại, mình lại làm lại. Đấy đó là lời tôi nhắn nhủ lại các em như thế. Thế thì thay mặt Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt xin thành thực cảm ơn ông đã dành cho cái buổi nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Xin chúc ông ra cuốn sách thành công, và nhất là sức khỏe được dồi dào để còn tiếp tục là sinh hoạt thêm. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã dành cho tôi cái vinh dự được quý vị phỏng vấn và tạo cho tôi cái cơ hội để tôi trình bày những cái gì mà tôi ấp ủ, những cái gì mà tôi tranh đấu, những cái gì mà tôi hy vọng và những cái gì mà tôi tin tưởng cho cộng đồng người Việt và cho các thế hệ về sau và cho đất nước Việt Nam. Cảm ơn ông.